hiệp đấu cuối cùng giữa TM Boom Boom và Game Over trên Aquilon West. Vâng, và trên map Aquilon West này, Tyrant của chúng ta màu đỏ ở vị trí phía dưới, và đối diện ở bên kia chính là Protoss màu xanh, người vừa chiến thắng ở trận đấu vừa rồi và chính là Game Over. Và hiện nay thì như chúng tôi được biết thì trận đấu này được diễn ra trên server Korea, giống như lịch trình đã thông báo với các bạn từ trước. Và server này thì có thể nói là cả hai game thủ đều lag như nhau, và có thể nói là một trận đấu khá cân bằng cho cả hai bên. Nói như vậy nhưng mà sẽ thọt hơn rất nhiều cho Tehran, bởi vì trong tình huống mà cả hai bên cùng lag như nhau thì quân đội cần micro chuẩn nhất là Tehran thì lại rất khó khăn, không thể điều quân được. Khi Vâng. ở những cái game ban nãy, game 2, chúng ta cũng có thể thấy là khi mà bị Zilot đuổi, nếu là bất kỳ một Tehran nào thì cũng Steam lên và vừa bắn vừa chạy vừa giật, với khả năng slow Marauder thì sẽ rất là khỏe. Nhưng ban nãy Boom Boom có lẽ chỉ không thực hiện nổi cái pha micro như vậy, bởi vì tình trạng lag khi mà hai cutter ban nãy khi còn ở trong game thì đã thấy rồi, giật lên tọi. Chỉ khi xem replay này thì chân chu mượt mà như này thôi. Và những gì chúng ta nhìn thấy thấy nó chỉ là kết quả thôi, còn những cái gì mà chông gai khó khăn phía trước thì các game thủ đã phải gặp phải rồi. Và chúng ta có thể thấy là được yên tâm ngồi đây xem xét những cái hình ảnh rất là đẹp, rất là ổn định, thì đều là có máu và nước mắt của các game thủ đã phải đổ xuống. Hiện nay thì tôi thấy con SCV của Boom 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 đang nằm ở vị trí ngoài này, có thể là nó sắp sửa ăn mỏ hai ở đây. Em Vâng. thấy thì Boom Boom mở trận hơi kỳ quái thì Và phải. À không, không là không có gì cả, rất bình thường. một Black và expand. Nhưng mà cái băng cơ sao đặt xuống sớm như thế này khi khi anh ấy khi Boom Boom vẫn chưa xây supply depot thứ hai Vâng, và đúng anh vậy. cũng đã ngừng SCV khá lâu. Có lẽ nên đợi cái băng cơ này nên đặt tầm 4 phút thì hơn, sẽ tiết kiệm kinh tế. Con SCV đang cầm cục mineral ăn trộm được, bị Zealot chém tan nát rồi. Và hiện nay thì Warped Research đã bắt đầu cho Game Over rồi, và Game Over cũng đã bắt đầu ăn mỏ hai cho mình sau khi mà scout được thấy Terran cũng đã ăn mỏ. Hiện nay thì Mothership Core thôi các bạn, chúng ta nhìn thấy Mothership Core đang ở đây rồi, có thể là Game Over sẽ quyết định là Mothership Core đi cùng với cả Stalker, Lot. và có thể là Ok. Zealot cũng có thể là Stalker. Cái build này thì có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta được thấy Game Over thực hiện trong một trận PVT. Và đúng vậy. Hiện nay thì con Stalker đang được warp ra rồi, và Game Over thì lại đang cho boost vào cái Cybernetic Core này. Hiện nay thì Mothership đã đi đến vị trí của gần gần chỗ Senna Tower rồi. Không biết Ban nãy thì là Boom Boom SCV anh ấy đã di chuyển qua và đã nhìn thấy con Mothership Core này, ngay lập tức anh ấy điều ngay 3 Marine vào trong main bay để phòng thủ chống Mothership Core này. Tuy nhiên là 3 Marine liệu có đủ hay không mà cũng chưa biết rõ lắm về việc Mothership Core solo với các unit khác như thế nào. Vâng, Mothership Core có lẽ là solo với cả Zergling là nhanh nhất mà thôi. Chứ còn với những unit khác thì có lẽ là cũng không không hiệu quả lắm đâu, mà cần phải có thêm thêm một Stalker đi kèm nữa. Đó là một cái combo có thể nói là mở màn khá là hay. Khi mà Stalker Mothership Core có thể là harass lúc đầu game khá là hiệu quả. Cái Mothership Core này đang có ý luồn rằng sau tiêu diệt SCV thì phải. Và nó đang luồn vào vị trí cái mỏ ga này, không biết là sẽ có làm được gì không, không biết là có harass kịp không, tại vì Massive có tốc độ di chuyển khá thấp. Vâng, đang đi vào để xử lý SCV rồi. Tuy nhiên là Marine của Boom Boom đã vào nơi rồi, ba Marine thôi các bạn. Nếu như mà không bay nhanh thì sẽ bị Marine này xử lý mất.
Steam thì cũng đã sắp sửa được hoàn thành rồi. Không recon. Vâng, có vẻ không recon nữa bạn. Vâng, đã mất rồi, đã mất 150 tiền. Quá buồn 100 cho Protoss. Vâng, mất 150 mirror và 100 ga rồi. Rất là buồn. Và hiện nay tôi đã nhìn thấy Darkseid các bạn, nhà Darkseid đang ở đây. Và cùng với đó là nâng cấp trạc cho Zealot. Không biết là thời điểm này hiện nay số gate của Game Over đã lên đến con số 5 rồi các bạn. 5 gate. Và có một đây, một pylon, một proxy pylon đang ở đây. Không biết là chúng ta có được nhìn thấy những pha Deterus hay không. Lúc nãy có một scan vào trong main bay của Protoss, tuy nhiên là có vẻ là Game Over chưa phát hiện ra được cái Darkseid này. Phát hiện ra rồi. Anh có thể nhìn thấy cái turret ở ngay ram của Boom Boom. Vâng, đúng vậy, đã nhìn thấy rồi. Ý đồ DT có lẽ sẽ hơi khó thực hiện. Vâng, hiện nay là đã vâng, rất nhiều gate rồi, 8 gate rồi thưa các bạn. 8 gate không biết là có warp. Vâng, đã có DT rồi, đã có 2 DT rồi thưa các bạn. Ở trong TPP này, chúng ta có một cái build khá là mới. Đó là build chúng ta có một một kiểu build lừa rất là hay, đó là Protoss giả vờ lên Forget. Nhưng mà lại có một cái proxy pylon và đặt Darkseid ở ngoài rất là hay. Làm cho đối thủ là đặt rất nhiều bunker để mà phòng thủ. Để mà phòng thủ Forget, cuối cùng là lại thấy 4 con DT chạy vào nhà. Tuy nhiên là có vẻ là Game Over lại không thực hiện cái build đó. Mà anh ấy đã warp ra A Chong rồi. Bây giờ là A Chong cùng với Soccer và Zealot đang được đẩy. Bởi vì đã có turret như thế này thì sẽ hơi khó để có thể DT harass được. Vâng. Và bây giờ là đạo quân đang được warp ra rất là nhiều. Sẽ là pha Zealot A Chong all in từ vâng. Phía Game Over. Và bây giờ tôi đã nhìn thấy hình như 20 vắc, vâng 20 vắc đang đi drop ở vị trí này. Tuy nhiên có vẻ thời điểm này đi drop là sẽ là không hơi sai lầm một chút khi mà Protoss sắp sửa đẩy quân của mình vào rồi. Protoss mà đặt lao quân vào lúc này là sẽ rất cũng có vẻ là sẽ khá khó khăn cho Terran khi mà lực lượng phòng thủ quá là mỏng. Chỉ ở đây chúng tôi thấy là chỉ có khoảng tầm 7 Marine với cả một 7 Marine với cả một Mauder thôi. Vâng, bây giờ là có thêm 1-2 Marine nữa rồi. Và là quân đội của Protoss đang lao vào thưa các bạn. Rất nhiều Zealot có chắc một pha bao vây lấy bunker cực kỳ nhanh đây. Chẳng lao vào rồi. Rồi, chẳng có unit nào trong bunker cả. Quá khó cho Terran. Vâng, đã phá xong turret rồi. Phá xong turret như vậy đã đặt chân lên bunker rồi. Như đặt chân lên cái supply depot rồi, vẫn không supply depot không thể nhấc lên được. Vâng, và bây giờ là DT. Thảm họa cho loài người. Vâng, và bây giờ là DT. Hiện nay thực hiện ở mỏ 2 của Protoss. Nhưng mà có làm gì được hay không? Vâng, DT của chúng ta rồi. DT của chúng ta đang đâu rồi? Có vẻ hình như DT vừa bị xử lý rồi. Hiện nay thì cái Orbital Command có mana đủ để scan thì lại bị nhấc lên rồi. Cái ở bên trong thì vẫn chưa đủ energy để có thể scan được. Turret thì đã bị phá vỡ rồi. Bây giờ nếu như mà DT 3 kin cho mình. Vâng, DT tràn vào. GG thưa các bạn. Vâng, một trận đấu có thể thấy là Game Over đã all in rất chính xác. Khi mà cái thời điểm đó thì Boom không sờ cao một chút nào hết. Không biết là đối phương proxy hai cái pylon như thế này. Vâng, mặc dù thời điểm đó là Boom Boom đang drop vào rồi. Tuy nhiên là ở nhà thì lại bị đến 3 DT, 2 Zealot ở nhà xử lý toàn bộ cái đám quân này và chính không có một pha scan. DT là chùm phòng thủ drop rồi. Vâng, quá hay đấy các bạn. Và như vậy là chúng ta đều đã biết người cầm tấm vé đi tiếp theo đó chính là Game Over, và anh ấy sẽ gặp đối thủ của mình đó chính là Siren, một game thủ Protoss nữa cũng đến từ Hồ Chí Minh. Và tôi đoán rằng trận đấu tiếp theo sẽ được diễn ra trên server C và rất ổn định cho cả hai game thủ này, một trận PvP.